Vâng, chào mừng các bạn, chúng ta đã đến với cả game đấu thứ hai. Trận này trên màn hình, đây game đấu thứ ba thưa các bạn, trận đấu thứ ba. Vòng tay tỷ số hiện nay đang là 2-0 nghiêng về phía Soki của SK Telecom T1. Hiện nay anh ấy đang mang về 2 điểm với team mình rồi. Và đây là game thủ Terran của ông ta, hiện nay niềm hy vọng của Terran. Terran Sigentus Young. Còn lại mấy em gái này. Chụp mấy cái. Dạ, rồi, chụp rồi. Yeah. Đang ở trên map A-Boxer. Đang ở trong game đấu thứ 3 thưa bạn. Này, như bạn thấy rằng Soki đã có chiến thắng, có hai chiến thắng thôi. Hai chiến thắng mang về 2 điểm cho team của mình. Trong một BO3 như một BO7 như này thì chỉ cần 2 chiến thắng này cũng đã là quá có lợi rồi. Và các bạn có thể coi thấy rằng hiện nay thì đây là Ion để xuất phát ở vị trí phía trên hướng 11 giờ. Trong khi đó thì Soki xuất phát ở vị trí phía dưới hướng 5 giờ. Đây là Ion của ông ta, anh đang đặt cho mình cái barrack. Đây thì như các bạn thấy rằng ngày hôm qua thì Ion đã có hai quả phùng tôm các game thủ vô tốt quá hiệu quả rồi. Không biết trận đấu ngày hôm nay thì anh ấy có thể là hạ gục được Soki hay không. Soki hiện nay đang có một phong độ khá tốt khi mà thi đấu với giành chiến thắng trước hai game thủ khá mạnh của team Sigentus, đó chính là anh Elfos và anh Hero. Bây giờ thì đây sẽ là đến make up GVG của Soki. Anh ấy đã giành chiến thắng trong hai trận GVG và GVP rồi. Bây giờ sẽ là GVT. Nói hôm nay Soki được đánh đủ cả ba loại make up luôn. Hôm nay thì chúng ta có thể thấy rằng cả hai game thủ thì đang bắt đầu những cái build rất quen thuộc của mình. Soki thì chơi chi build actually first, sau đó mới bắt đầu ăn ga và summing full. Trong khi đó thì Bion đang wall in mỏ của mình, sau đó là bắt đầu chuẩn bị đặt xuống comp center ở vị trí mỏ 2. Đây, con Overlord đã đi được nửa đường rồi. Nhưng con Overlord tôi thấy nó bay khá nhanh rồi. Nếu các bạn nào mà chơi ngày xưa, đây T1 à? Đây là đội nào đây? Em mấy anh này nhìn mặt lạ quá. Chắc là ở bên bộ môn khác. Các bạn biết hiện nay SK Telecom T1 còn đang dẫn đầu ở bộ môn LOL nữa cơ. Các bạn có thể thấy đây, hai con Nguyen đang lùa con Overlord. Rồi, bắt được không? Chắc chắn bắt được, tưởng tầm mà nhìn thì vẫn bắt được đấy, đúng rồi. Vâng, đã bắt được con Overlord rồi. Vâng, chỉ có 100 Miro thôi, nhưng mà cái thời điểm đầu game này thì 100 Miro nó cũng rất là đáng đấy. Hiện nay thì giớp của chúng ta đã bắt đầu hoàn thành xong được mỏ 2, đã bắt đầu chuẩn bị khai thác rồi. Anh ấy đang móp ra Queen cùng với cả nâng cấp nhờ speed cho quân đội của mình. Trong đó Terran này đang đặt bunker ở phía ngoài, cùng với đó là thêm chỉ có chuyên được một Marine thôi, khi mà anh ấy mới chỉ có một cái bunker, một cái barrack. Con center cho Terran đang sắp sửa hoàn thành xong rồi. Đây rồi, và đây bây giờ Factory đã được đặt xuống cho game thủ Beyond của ông ta. Anh ấy chuẩn bị nâng cấp Aeron Rector chăng? Chính xác là Aeron Rector. Vâng, như vậy anh ấy sẽ chơi Helion rồi. Hiện nay thì Helion đang là xu thế nó cũng khá lâu rồi trong TVG, tại vì Helion với cái lợi thế di chuyển nhanh cùng với cả số lượng khoảng chỉ khoảng tầm 4 con là đã có thể gây ra nỗi ác mộng cho drone rồi. Cho nên là các game thủ Terran rất chăm chỉ lên Helion trong bất kỳ một thời điểm nào thưa các bạn. Các bạn có thể thấy rằng hiện nay thì số lượng roll đang là 25 con, thì đó Terran chỉ có khoảng 20 SCV mà thôi. Lợi thế này thì sẽ bắt đầu bị giảm xuống ngay khi mà Terran của chúng ta có một con khó khoảng tầm 3 đến 4 con Helion, là bắt đầu là lợi thế về roll sẽ bắt đầu bị giảm xuống. Terran sẽ bắt kịp so với cả cái số lượng này ngay thưa bạn. Này thì Soki chuẩn bị đưa Rose ra để ăn mỏ 3 rồi. Lượng tiền đã khoảng tầm gần 200. Một Dược Linh đang vòng vào phía trong này. Ôi được rồi, không được rồi. Vâng, tôi tưởng nó vào được nhưng mà cuối cùng nó không vào được thưa bạn. Vâng, anh Beyond đã nhấc được cái Starport của mình lên. Cái Supply Port của mình lên quá kịp lúc. Và đây là nhà Armory. Vâng, lên Armory thời điểm này anh đang định lên Hellbat chăng? Lên Armory thời điểm này chỉ có thể lên Hellbat thôi thưa bạn. Hiện nay đang có hai Helion đã di chuyển ra ngoài rồi, một Helion nữa, vâng, hai Helion tiếp theo đang được build ra ở nhà. Đây tầm nhìn của anh Soki ạ, chỉ nhìn thấy một cái gì đó thôi, thì chắc là tôi nghĩ là cũng chưa biết được đấy cái gì đâu. Các bạn thấy hiện nay thì đây là hai Helion. Ôi không xinh lắm, tôi lại tưởng xinh lắm.
Em mới biết là mình bị đưa lên màn hình phát, em mới thay đổi tâm trạng ngay được. Ta thấy số lượng heo liền hiện nay đã có lên con số 3 ở đây, 4 rồi. Hai heo con heo bát đang được mua ra. Vâng, Helion đang bắt đầu chuẩn bị tấn công vào vị trí mỏ thứ ba này, nhưng mà nói chung là lửa của Helion thì nó cũng không quá mạnh so với Hatchery, cho nên là rớt của ta cũng chả mảy may lắm. Thời điểm này thì Terran đang chơi build khá quen thuộc các bạn, tức là cứ lên Helion, rớt sẽ nghĩ rằng là đối phương đang lên Helion, cho nên là cứ thong thả chuẩn bị lên rốt là vừa. Vấn đề sẽ nằm ở chỗ là khi mà Starport cùng với cả heo bát đang được mua ra như kia, Terran của ta sẽ drop thẳng Hellbat vào vị trí phía hàng mi Nerolai luôn, và thẳng mỏ của đối phương luôn. Đây rồi. Ra 4 con Hellbat rồi thưa bạn, 4 con Hellbat. Ô, không được rồi, một dương linh phát hiện rồi. Khỏe không ổn rồi. Nếu như bây giờ bị phát hiện ra Mevac đang đưa trở được quân đi như vậy, thời điểm này thì chắc chắn đó chính là những cái con như kiểu Helion với cả hoặc là Marine rồi. Toki hiện nay đang đặt xuống cho mình cái nhà Spy ở đây. Chúng ta cùng chờ đợi xem anh ấy bắt đầu pha drop này có gây ra được nhiều hiệu quả không cho Bioi không đây. Có gây ra được nhiều thiệt hại cho game thủ Toki không đây nào. Bắt đầu drop chưa? Bắt đầu drop rồi. Vâng, drop thẳng vị trí bên trong bên bay luôn. 2 Helion, 4 Helion đã thả rồi. Đang bắt đầu chuẩn bị chơi Queen. Hiện nay 4 Helion ở vị trí bên ngoài cũng đang thừa nước đục thả câu, định chơi, định lao vào để chơi luôn ở vị trí mỏ 2, nhưng mà tất tiếc là Toki đã đề phòng rồi. Bạn thấy hiện nay 3 Queen ở vị trí phía bên trong bên bay đã đuổi được Helion ra ngoài. Đuổi Hellbat ra ngoài. Vâng, Sức Linh bây giờ mới vào nơi, chả biết làm gì nữa. Thì hôm nay thì anh Vion đã bắt đầu đẩy quân của mình lên rồi. Các bạn có thể thấy hiện nay army supply của Terran là 40, nhưng mà đối phương chỉ còn tầm 24 mà thôi. Thì hôm nay thì Terran có Hellbat, có khá Marine mà thôi thưa bạn. Trong đó đa phần là sẽ là cái lượng Mevac đi theo để có thể hồi máu cho cả đạo quân Marine cùng với cả Hellbat nữa. Hellbat là một trong những cái con unit rất gay thưa bạn. Nó có thể là làm rất nhiều chiêu trò mà tôi đánh giá là rất buồn cười, đó là có thể sửa SCV lẫn hồi máu. Vâng, chuẩn bị drop. Vâng, drop thẳng vào vị trí của Queen luôn. Chơi luôn rồi. Queen theo bắt đầu lao lên xịt Queen luôn. Vâng, xịt luôn. Xịt cả Dương Linh luôn. Dương Linh đang vòng mau trộm ra ở vị trí phía sau. Bắt đầu chơi nhau rồi. Vâng, hiện nay thì mấy bác đang hồi máu cho cả Hellbat lẫn Marine như này. Quá khỏe. Hiện nay ngay cái Queen kia 4-5 Queen đây luôn. Vâng, đã phải cắm đầu cổ lao về rồi. Này đã mất một Queen không? Hiện nay 5 Queen đang là nhiệm vụ là hồi máu nhau ạ. Vâng, vẫn còn 5 Queen đây. Vâng, chết một Queen rồi. Này ở phía bên này thì có vẻ là mỏ này không được phòng ngự rồi. Quân đội của Terran đang lùa Queen luôn. Vâng, đang lùa cả 4 Queen luôn. Mevac đâu, tôi chả thấy con Mevac nào đây cả. Hiện nay Mevac, vâng, Hellbat còn được đưa về vị trí mỏ 2 luôn để mà harass rồi. Và các bạn thấy hiện nay thì lợi thế về Walker supply đang bị kéo lùi lại cho bạn, và hiện nay sắp sửa bằng so với cả Terran rồi. Hiện nay Muta ra nơi rồi. Muta đã bắt đầu lao ra. Muta đã bắt đầu bắn Hellbat chăng? Hiện nay không được rồi. Marine đã bắt đầu lao lên. Có vẻ không ổn cho game thủ Suki của ta rồi. Còn các bạn có thể thấy là hiện nay Marine ở đây đang rất đông. Marine đang lẫn ở bên trong phòng Hellbat này. Marine bây giờ mà có Steam thì coi như rất cực kỳ nguy hiểm cho Muta luôn. Muta rất cố gắng. Bây giờ thì Hellbat được nhấc lên và đưa về bên trong bên bay rồi. Vì thẳng bên trong bên bay luôn. Vâng, drop thẳng vào vị trí bên bay này luôn. Chơi luôn Ronin. 4 con Hellbat luôn. Ui rồi. Chơi luôn. Rồi vâng, bây giờ Ron đang được kéo ra ở phía ngoài, bên ngoài cũng đang có Hellbat. Hellbat bị xử lý rồi. Bị xử lý bên kia rồi, nhưng mà hai con Hellbat ở vị trí bên trong bên bay vẫn lùa ra ngoài. Chạy ra ngoài để lùa luôn cả này. Vâng, hai Hellbat nữa đã bắt đầu chuẩn bị drop ở vị trí phía này rồi. Thả luôn. Ô, làm gì kia? Vâng, bây giờ mới thả ra hạ ở phía sau chả điểm gì cả. Không ổn rồi. Vâng, có mẹ tôi thấy rằng pha drop vừa rồi không hiệu quả cho lắm. Tuy nhiên vấn đề là bây giờ thì Muta vẫn chưa để bắt được mấy cái con Hellbat này. Hellbat đang lùa drone các bạn. Vâng, bây giờ xử lên mất hai con Hellbat ở đây rồi. Đây là ở vị trí mỏ 3 đang đặt lại, có vẻ kịp không đây? Hiện nay thì sao đây? Vâng, Marine thì chết rồi, cho nên bên chẳng còn gì để có thể phòng ngự cho con Hellbat cả. Giờ thì Muta bắt đầu đẩy lên rồi. Thì hôm nay thì đây là thời điểm mà Bion đã bắt đầu chuẩn bị ăn mỏ 3 đó các bạn. Các bạn thấy là hiện nay đã có hai Viking ở đây rồi. Hai Viking cùng với cả Marine sẽ phòng ngự trước Muta rất hiệu quả. Nhưng vấn đề là một chỗ là Muta này nó rất cơ động, cho nên để mặc dù hiệu quả thì hiệu quả quả thật đấy, nhưng mà nếu như mà Muta mà nó mưu mẹo mà nó chạy bay loanh quanh map thì cũng rất khó khăn cho Marine với cả Viking. Các bạn thấy hiện nay thì mỏ này thì vẫn chưa thể nào mà tiến hành đặt xuống được, do là vẫn đang bị kẹt creep. Giờ sao đây? Vâng, Muta rỉa vài cái rồi rút về thôi. Khi mà Viking, ui, Viking đã 4 con rồi. Viking với cả Marine lao ra là hơi bị nguy hiểm.
Đây, các bạn có thể thấy đây, hiện nay Terran của ta hoàn thành xong nâng cấp 1-1 cho mình rồi. Hiện nay anh ấy đang có 4 Viking, 4 Hellbat, 13 con Marine. Số lượng SCV và drone đã chênh lệch nhau 6 rồi, 6 unit rồi. Hiện nay lợi thế đang nghiêng về phía Terran nhờ có thể là vừa gọi ra melee lại vừa có số lượng SCV đông hơn. Các bạn thấy mù tại này cũng hơi chật vật một tí. Rớt mù tại này đang chuẩn bị ăn mỏ thứ 3. Này mù ta lại đi vào vị trí mỏ 3 rồi. Vâng, đang bắt đầu ép 3 SCV ở đây. Không có unit nào phòng ngự ở đây cho game thủ Beyond của ta cả. Mẹ Beyond đang được hết quân ra ở vị trí phía trên rồi. Và anh ấy đang lao thẳng ra vị trí mỏ thứ 3 của đối phương. Mù ta đã đi qua được lượn lờ xong mà đang bắt đầu di chuyển vào vị trí bên bay để harass ạ. Đang chuẩn bị bắt phá cái supply port rồi. Vâng, bây giờ quân đội của Terran đã lên đến tận ở phía trên. Bên Linh đang lao ra, bên Linh lao ra kìa. Hellbat nổ rồi. Vâng, xong không được, không ổn rồi. Mặc dù Hellbat rất khỏe nhưng mà vấn đề là khi mà bên Linh nó đông như thế lao vào thì cũng ngửa hết thôi các bạn. Số lượng mê vác hiện nay cũng không có quá nhiều cho game thủ Terran của ta. Anh ấy đã phá xong được vị trí mỏ thứ 3 rồi. Rồi vị trí mỏ thứ 3 của mình thì Muta cũng đang harass rất như hiệu quả này. Bumikin đang ở vị trí trên này, bắt được một con overlord rồi. Bây giờ thì bên Linh đã móp ra ở vị trí bên này, chuẩn bị mà speed chạy rồi. Vâng, Hellbat rồi nhỉ. Tôi nhớ lúc nãy có mấy con Hellbat mà. Hiện nay thì ma đường lao lên. Và bây giờ Hellbat bây giờ mới lên nơi. Thêm một con Mavac nữa, tổng cộng ở đây đang là 3 Mavac đang hồi máu ạ, đang phá nhà Evolution Chamber. Vâng, mất nhà Evolution Chamber rồi, hiện nay mới chỉ có bên Linh hoàn thành xem được nâng cấp speed cho bên Linh mà thôi. Vâng, bên Linh móp ra liên tục như này, rất đông ở đây. Muta đang có mặt ở vị trí bên này. Muta đã bắt được phá được cái vị trí mỏ thứ 3 của Terran rồi. Vâng, Viking hạ rồi. Viking đã hạ xuống để cơ hội để mà ra tăng đao các bạn. Viking đang bị Zergling. Vâng, Viking đang bị Zergling bắt. Rồi đây là ở bên này ạ, mất một queen rồi. Rồi thì sao đây? Các bạn có thể hiện nay thì Viking mà chấm máu ấy, 7 máu ấy. Con Viking này nó cũng đã bắt được phá được một cái nhà gà rồi. Bây giờ sao đây, một mê bác chở hai con heo bát lại drop vào vị trí phía bên trong bên bay thêm một lần nữa rồi. Drone hiện nay không khai thác các bạn thấy hiện nay số lượng drone đang là 40 con, kém hơn so với cả Terran khoảng vài con thôi. À, 8 con nhưng mà vấn đề ui rồi ôi nó chạy ra đây. Ôi rồi ôi, heo bát ở đứng ngay đây mà lại có chạy ra trước móm nó như thế. Ôi thôi xong rồi. Vâng. Quá buồn, heo ban xịt cho hai phát. Cũng cháy mất một ít drone rồi. Terran vừa scan ở cái vị trí mỏ hướng 3 giờ của Zerg. Nhưng mà chẳng có quái gì đấy cả. Nên Zerg chỉ còn có hai mỏ mà thôi. Còn thấy hiện nay quân đội của Terran nó rất đông rồi, đã 59 rồi. Zerg chỉ còn khoảng tầm 37 army supply thôi. Trong đó chủ yếu ở đây đó là Muta với 13 con Muta. Zergling cũng chẳng có, bên Linh cũng chẳng có luôn. Hiện nay thì Zerg chỉ có nâng cấp cộng một giáp cho quân bộ mà thôi. Những con như Muta này không có bất kỳ một cái nâng cấp nào cả. Muta đang chơi chay, Muta đang chuẩn bị chơi Tuet ạ. Vâng, tí chơi được Tuet rồi. Giờ Muta bắt đầu vòng ra ở vị trí bên trong bên bay này, đang bắt đầu phá cái add-on Richter. Viking này đưa ra không được rồi. Vâng, rất may cho Terran của ta đó là ở rất gần những cái vị trí của Tuet. Viking hiện nay đang chơi ấy cậy gần nhà. Cứ cậy là mình có Tuet là gọi là giữ Muta vào. Muta hơi ngu một tí cho nên là lao vào định nhà vô kiếm ăn, nhưng mà mỗi tội là rơi đúng vào bẫy của nó, ăn ngay mấy quả rocket mồm ngay. Nên số lượng Muta giảm xuống chỉ còn có 10 con thôi. Rớt của tại này thì cũng đang hơi behind. Anh ấy đang móc ra 16 con rớt linh cùng với cả 4 con bên linh, nâng cấp tấn công cho quân bộ với hoàn này khoảng tầm 50% mà thôi. Muta đã đi vào phía bên trong bên bay thêm một lần nữa, đang phá xong một nhà Aeron Richter rồi. Terran đang có quá nhiều Marine ở phía trên này và đang bắt đầu lao lên. Các bạn thấy này, số lượng Marine đang rất đông rồi. Đây là đạo quân bên linh đứng chờ sẵn ạ. Cái này đang vâng một pha scan của Terran đã phát hiện ra được hoàn toàn những việc này rồi. Quân đội của Terran bắt đầu lao lên rồi, bắt đầu một pha scan. Bên linh đang chia ra ở bên này chuẩn bị drop vào vị trí phía bên trong bên bay rồi. Ô Beyond không quan tâm cái vấn đề ở kia rồi. Các bạn thấy này, bên linh đã xử lý xong một nhóm quân ở phía ngoài. Vâng, bây giờ sao đây, bên linh kia rút trở về thôi. Vâng, hiện nay thì sẽ hết bên linh cho game thủ Soki của ta rồi. Quân đội vẫn còn hai con heo bát cùng với cả khoảng tầm 6-7 con Marine này. Muta đã về nơi rồi nhưng đang có Viking ở đây. Marine làm gì kìa, Marine đã bắt được một con Queen rồi. Bây giờ mục tiêu đó chính là Muta, cần phải xử lý Muta đi. Marine đã steam lên để cố gắng bắt Muta. Hellbat đang không được, quân đội của Terran đã rút trở về rồi. Hiện nay thì sao đây, một Hellbat được đưa ở phía bên trong bên bay. Muta xử lý xong cả Hellbat lẫn Mavac rồi. Giờ quân đội của Terran đang phải rút quân của mình trở về. Thời điểm này thì Zerg đã có 3 mỏ rồi. Zerg sắp sửa vào khai thác ở cả 3 mỏ thôi.
Tehran thì cũng đang khai thác quá nhiệt tình ở cái vị trí mục 3, nhưng hầu như Tehran không khai thác ga mấy các bạn. Các bạn có thể để ý là với cái trò lên bio này thì Tehran sử dụng rất ít ga. Đây có mà center thứ tư của Tehran rồi. Anh ấy có vẻ đang có làm, anh ấy đang làm ăn rất là khâm khá, ăn nên làm ra. Nhưng vì đó thì rớt thì ngày càng lụi bại. Và một pha scan, vâng đây rồi. Muta lao về nơi thì nhìn thấy một đàn Marine đứng đấy, coi như là xong rồi. Như vậy là GG, và như vậy tỷ số của tại này đã là 2-1 nghiêng về vẫn tạm nghiêng về phía game thủ SK Tcom T1, nhưng có lẽ không còn lâu nữa khi mà game thủ Beyond đã ra trận này. Vâng, Beyond là một trong những game thủ Tehran đang rất triển vọng thời điểm này thưa bạn. Hôm qua Beyond đã hạ gục những game thủ một tốt rất mạnh là Start và Z rồi. Đến hôm nay anh ấy hạ gục tiếp cả Soki nữa. Những cái tên tuổi lớn của làng Starcraft 2 hiện nay đang dần dần phải gọi GG trước Beyond rồi.